Kính chào các đồng chí và quý vị đang theo dõi chương trình Quốc phòng toàn dân. Mở đầu chương trình như thường lệ, mời các đồng chí và quý vị cùng theo dõi phần tin hoạt động nổi bật của lực lượng vũ trang tỉnh trong tuần qua. Nằm trong các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, đoàn lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh do ông Phạm Viết Thanh, ủy viên ban chấp hành trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà các cựu chiến binh, người trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Đoàn đã đến thăm gia đình các cựu chiến binh ở thành phố Vũng Tàu, gồm ông Bùi Trí Tuệ sinh năm 1936, ngụ phường 3. Ông Đậu Xuân Điều, sinh năm 1936, ngụ phường 2. Ông Lê Minh Tiến, sinh năm 1935, ngụ phường 2. Và ông Đào Bích Sơn, sinh năm 1935, ngụ phường 2. Trong không khí tri ân, thân tình, gần gũi, đồng chí bí thư tỉnh ủy, ông Phạm Viết Thanh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình. Đồng thời bày tỏ sự xúc động khi được gặp mặt các cựu chiến binh trực tiếp tham gia phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu cách đây 70 năm, có ý nghĩa lịch sử to lớn, mang tầm thời đại sâu sắc, là chiến thắng của chủ nghĩa yêu nước, ý chí bất khuất kiên cường, sức mạnh khối đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của đảng, thể hiện sự trưởng thành của quân đội nhân dân Việt Nam. Lãnh đạo đảng, nhà nước, nhân dân luôn ghi nhớ và tri ân sâu sắc những cống hiến, sự hy sinh to lớn của các cựu chiến binh trực tiếp tham gia phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Bí thư tỉnh ủy cũng mong muốn các vị lão thành cách mạng tiếp tục là tấm gương sáng, chỗ dựa tinh thần vững chắc để truyền lửa cho thế hệ sau tiếp nối sự nghiệp của cha ông trong gìn giữ hòa bình độc lập dân tộc và dựng xây phát triển quê hương đất nước ngày càng phồn vinh hạnh phúc. Tại thành phố Vũng Tàu, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường 12, các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn, các tổ chức đoàn thể và đại diện ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 3 sao vàng đã đến viếng đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm liệt sĩ cầu Cổ Mây. 49 năm sau ngày giải phóng, những chiến sĩ của sư đoàn 3 sao vàng lại gặp nhau tại đài tưởng niệm liệt sĩ cầu Cổ Mây trong không khí thấm đẫm nghĩa tình. Những ngày tháng chiến đấu anh dũng kiên cường bên nhau lại ùa về trong ký ức những người lính già qua những câu chuyện kể. Các cựu chiến binh cũng nhắc nhở nhau sống gương mẫu, mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Tại đồn biên phòng cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do Đại tá Phạm Văn Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến làm việc, trao đổi nắm tình hình công việc giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với tiểu khu quân sự Red Vihier và sư đoàn can thiệp số 3, Bộ Tư lệnh Lục quân, Quân đội Hoàng gia Campuchia. Đón tiếp đoàn có Đại tướng Stray Duoc, Phó Tư lệnh Lục quân kiêm sư trưởng sư đoàn can thiệp số 3 và Trung tướng Trang So Prekcha, Chỉ huy trưởng tiểu khu quân sự Red Vihier, quân khu 4, quân đội Hoàng gia Campuchia. Tại buổi làm việc, các đơn vị đã trao đổi kết quả trong việc thực hiện một số nhiệm vụ, trao đổi thông tin, thông báo tình hình, kinh nghiệm trong xây dựng đơn vị chính quy, huấn luyện, trao đổi tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tổ chức hoạt động thăm hỏi, giao lưu góp phần giữ vững và tăng cường tình đoàn kết, gắn bó, thắt chặt mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mong muốn hai đơn vị luôn nỗ lực gìn giữ, góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị, xây dựng mối quan hệ truyền thống tốt đẹp bằng nhiều việc làm cụ thể. Tuần qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tập huấn công tác đảng, chính trị cho hơn 200 cán bộ chiến sĩ nhân viên quốc phòng là trưởng phó các ban thuộc phòng chính trị, trợ lý tuyên huấn, chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố, phường, xã, bí thư, phó bí thư, các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Quân sự tỉnh, chính ủy, trợ lý chính trị cấp trung đoàn, chính trị viên cấp đại đội, tiểu đoàn. Tại buổi tập huấn, học viên được bồi dưỡng một số nội dung như điểm mới về luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, phương pháp soạn bài giảng, phương pháp kế hoạch thông qua bài giảng giáo dục chính trị, thống nhất nội dung về thẩm quyền thi hành kỷ luật về đảng và kỷ luật quân đội của cấp ủy, tổ chức đảng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2024, Đoàn Thanh niên xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với Chi đoàn Dân quân Cơ động tỉnh đang huấn luyện tại đại đội C46.
Trong chương trình, các bạn đoàn viên thanh niên xã Phước Hội và các chiến sĩ chi đoàn dân quân cơ động tỉnh cùng nhau thể hiện các ca khúc với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống hào hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, tình yêu quê hương đất nước, thể hiện tinh thần đoàn kết, xung kích, năng động, sáng tạo của tuổi trẻ. Bên cạnh đó, các đoàn viên thanh niên xã Phước Hội và các chiến sĩ chi đoàn dân quân cơ động tỉnh còn giao lưu ôn lại ý nghĩa lịch sử và diễn biến cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Với đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thông qua chương trình nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay, đồng thời tạo sự giao lưu kết nối giữa đoàn viên thanh niên xã Phước Hội và đoàn viên khối lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn huyện. Vừa qua, tại Hải đội Dân quân, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đoàn công tác của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân do Đại tá Đỗ Ngọc Hiếu, hiệu trưởng làm trưởng đoàn, đến tham quan và trao đổi lấy ý kiến các học viên đã và đang học tại trường. Đoàn công tác của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân đã tham khảo tìm hiểu quy trình triển khai, cách thức tổ chức biên chế, hoạt động của hải đội, từ đó làm tiền đề để cải cách giáo án bài giảng cho lớp tiếp theo. Đúng, đủ nội dung cần huấn luyện, sao cho sát thực tế từng cán bộ thuyền trưởng đến máy trưởng, đồng thời đánh giá kết quả xây dựng chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, kinh nghiệm, công tác quản lý, điều hành hoạt động giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện Hải quân. Dịp này, đoàn cũng đã trao đổi tham quan kinh nghiệm công tác quản lý, điều hành hoạt động của Hải đội Dân quân, thao tác thực tế trên tàu, cách vận dụng và xử trí tình huống khi đang hoạt động trên biển. Tuần qua tại cảng của xã Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 phối hợp với Ban Dân vận tỉnh ủy Bến Tre tổ chức chương trình cấp nước ngọt sinh hoạt cho nhân dân các xã thuộc huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Theo đó, Bộ Tư lệnh Vùng đã sử dụng 2 xà lan chở 1.200 mét khối nước ngọt sinh hoạt để hỗ trợ cho bà con nhân dân các xã Long Hòa, Long Định, Châu Hưng, Phú Thuận, Tam Hiệp. Ngay sau khi đến địa phận xã Phú Thuận, huyện Bình Đại, cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành bơm nước ngọt lên các xe bồn của đơn vị chở nước để chở đi phân phát cho nhân dân có nguồn nước sinh hoạt ăn uống. Trước đó, vào ngày 15 tháng 4, đơn vị cũng đã hỗ trợ 1.000 bình nước uống tinh khiết loại 20 lít cho nhân dân trên địa bàn huyện Bình Đại. Hoạt động hỗ trợ nhân dân vùng hạn mặn của lực lượng cảnh sát biển nói chung, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 nói riêng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân nơi hạn mặn. Đồng thời tô thắm truyền thống bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ cảnh sát biển và tình cảm quân dân bền vững. Thưa các đồng chí và quý vị, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, đồng thời để động viên khích lệ tân binh, tuần qua, tiểu đoàn 440 trung đoàn binh đạm đóng tại xã Tam Phước, huyện Long Điền đảm nhận huấn luyện các tân binh của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tạo điều kiện cho chính quyền địa phương, gia đình, người thân đến thăm chiến sĩ mới sau hơn 2 tháng huấn luyện. Buổi gặp mặt thăm hỏi động viên diễn ra trong không khí vui tươi phấn khởi, tạo sự gắn kết giữa gia đình, địa phương với đơn vị. Điều này là động lực để chiến sĩ mới từng bước trưởng thành trong môi trường quân ngũ, ra sức học tập, rèn luyện, gắn bó với đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Hôm nay là ngày vui của gia đình bà Ngô Thị Thúy Vân ở huyện Đất Đỏ sau gần 2 tháng. Con trai là Ngô Duy Đạt lên đường nhập ngũ. Sau thời gian học tập rèn luyện tại trung đoàn Minh Đạm, nắng gió thao trường và những bài học kỷ luật của môi trường quân ngũ đã khiến cho thanh niên Ngô Duy Đạt hôm nào nay trở nên rắn rỏi, cứng cáp hơn. Cảm nhận được sự trưởng thành của cậu con trai của mình qua từng ngày khiến bà Vân không khỏi vui mừng, phấn khởi. Đặc biệt, sau thời gian được tôi luyện trong môi trường quân ngũ, dưới sự dìu dắt rèn luyện của các cán bộ trong đơn vị, Đạt đã cho thấy sự thay đổi trưởng thành hơn, từ tác phong đi đứng đến cách xưng hô trò chuyện với mọi người. Trong thời gian mà con tôi huấn luyện ở đây, cháu trong một tuần thì tôi sẽ đến thăm cháu một lần và cháu trưởng thành theo mỗi tuần. Và so với lại cái buổi ban đầu mà gia đình tôi suy nghĩ thì cháu ở đây cháu rất là trưởng thành và cháu rất là tốt. Sức khỏe cháu là có lên ký, ăn uống thì theo cháu kể là đầy đủ. Ở trong này thì tất cả các chiến sĩ đều
thương yêu lẫn nhau và gia đình thì rất là mừng. Để tạo điều kiện cho các gia đình, người thân và địa phương của các chiến sĩ hiểu hơn về điều kiện ăn ở, sinh hoạt, học tập của con em mình, trung đoàn tổ chức đưa thân nhân chiến sĩ đến dự giao lưu, gặp mặt, đi tham quan đơn vị. Được tận mắt chứng kiến điều kiện học tập, ăn ở của con em mình đã góp phần đem lại cho các gia đình sự yên tâm hơn, vì họ biết con em mình được học tập rèn luyện trong môi trường chính quy, xanh, sạch, đẹp, được bảo đảm điều kiện đời sống đầy đủ, cơ sở khang trang, được sống trong sự yêu thương, quan tâm của các cán bộ đơn vị cũng như các chiến sĩ đàn anh đi trước. Đồng thời hiểu rõ, môi trường quân ngũ chính là trường học lớn để con em học tập, rèn luyện, xây dựng lý tưởng sống, góp phần bảo vệ quê hương, đất nước. Hơn thế, từ buổi tham quan doanh trại hôm nay còn là minh chứng sống động nhất để các gia đình trở về địa phương cùng làm tốt công tác tuyên truyền về môi trường quân ngũ cho các gia đình ở địa phương có con em trong độ tuổi gọi nghĩa vụ quân sự, yên tâm gửi gắm con em mình vào quân đội để rèn luyện và làm tròn trách nhiệm với Tổ quốc. Thấy con nó có lên lợi hơn ở nhà, nó có cái nhiều cái nó phát triển hơn. Mình rất là mừng khi thấy con mình nó thay đổi như vậy. Còn với các chiến sĩ trẻ, sau gần 2 tháng xa gia đình tham gia môi trường quân ngũ, ngày cuối tuần được gặp người thân là sự động viên tinh thần to lớn để mỗi chiến sĩ thêm phấn chấn, tiếp thêm nghị lực để các chiến sĩ trẻ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Em rất mong chờ ngày cuối tuần để gặp những người già, những người nhà của mình, những người thân yêu mình để trò chuyện được. Tuần đó mình học như thế nào, mình học tập ra sao, mình huấn luyện ra sao, mình được trải nghiệm những thứ gì và cố gắng làm tốt những gì những mệnh lệnh cấp trên đưa ra. Đó cũng là một cái động lực để cho em phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ 3 tháng tân binh của mình cũng như là 2 năm bộ đội của mình. Cảm giác của em rất là vui và hạnh phúc khi sau một khoảng thời gian ôn luyện khổ cực rồi mà gặp được người nhà, mình có thể chia sẻ với người nhà những kinh nghiệm, những trải nghiệm mà mình đã trải qua trong những ngày mà mình khổ luyện ở thao trường. Đó là cũng là một phần động lực giúp cho tụi em có thể có thêm tinh thần và có thêm tinh thần để cố gắng ôn luyện trong 3 tháng tân binh. Theo đại diện ban chỉ huy trung đoàn Minh Đạm, vì tổ chức cho thân nhân chính quyền địa phương đến thăm, động viên chiến sĩ mới tại đơn vị, kịp thời động viên, khích lệ các chiến sĩ yên tâm, tích cực rèn luyện, học tập. Đồng thời, các gia đình cũng biết được tình hình sức khỏe, kết quả huấn luyện, rèn luyện của con em mình. Từ đó nhắc nhở động viên con em nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sau khi con em nhập ngũ thì người ta rất băn khoăn, không biết là con em mình khi vào môi trường quân đội thì sẽ sống, học tập và sinh hoạt như thế nào. Đó là cái mà gia đình, thân nhân người ta lo lắng nhất. Thì thông qua cái buổi họp mặt như thế này thì chúng tôi trao đổi những cái thông tin để gia đình chiến sĩ mới nắm được cái hoạt động, cái sinh hoạt hàng ngày, cái học tập và huấn luyện, để gia đình chiến sĩ mới cảm nhận được, thấy được. Chúng tôi cũng tổ chức cho gia đình tham quan, tiếp xúc với lãnh đạo của đơn vị từ cấp trung đoàn đến tiểu đoàn, đến các khung huấn luyện ở bên dưới, để gia đình nắm bắt và yên tâm hơn về cái điều kiện học tập, sinh hoạt, huấn luyện của con em mình tại đơn vị. Còn đối với địa phương thì thông qua những cái buổi họp mặt thế này thì chúng tôi trao đổi những cái thông tin qua lại. Qua đó thì tạo cái thuận lợi nhất trong cái quá trình quản lý và huấn luyện, cũng như là địa phương cũng nắm bắt được những cái điều mà trang bị cho chiến sĩ, cho những thanh niên trước khi nhập ngũ cần những cái gì, và tạo được cái niềm tin giữa lãnh đạo chính quyền địa phương đối với đơn vị, và đơn vị cũng thông qua những cái hoạt động, những cái buổi gặp mặt như thế này, địa phương sẽ hỗ trợ nhiều hơn nữa cho đơn vị trong cái quá trình quản lý và huấn luyện chiến sĩ mới tại đơn vị. Tổ chức cho thân nhân chính quyền địa phương đến thăm động viên chiến sĩ mới vào ngày cuối tuần đã tạo thêm sự kết nối hậu phương quân đội. Hoạt động này kịp thời động viên, khích lệ các chiến sĩ, cũng là cho các gia đình tân binh thêm yên tâm về con em mình khi nhập ngũ, từ đó nhắc nhở động viên con em nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Quý vị và các đồng chí vừa theo dõi chuyên mục Quốc phòng toàn dân. Xin thân ái chào tạm biệt.